Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì anh em chơi game nhưng mà máy mình nó bị yếu, nó hay bị giật lag khi chơi Liên Quân. Thì sau đây mình sẽ chỉ cho anh em ba cái cách mà để giảm giật lag trong khi chơi Liên Quân cho anh em nhé. Thì đầu tiên á, thì khi mà đánh Liên Quân á, thì anh em phải kiểm tra kết nối và tốc độ mạng Internet. Đấy thì có thể là anh em bây giờ là mình chỉ cho anh em cách kiểm tra này. Đầu tiên anh em vào cái banh rang vào phần cài đặt, sau đó là anh em vào cái chỗ kiểm tra mạng, anh em kéo xuống là có kiểm tra mạng đó anh em. Rồi anh em bấm thử. Đấy thì mình kiểm tra thử cái mạng của mình nó có ổn định hay không. Nếu mà tốc độ cách nấu mạng mà chậm á, thì nó là một trong những nguyên nhân mà khiến cho anh em chơi nó bị giật lag. Thì như đây á, thì mình đang kiểm tra kết nối mạng của mình á, thì hiện tại thì mạng của mình nó rất là ổn định 73 ms, thì tốc độ cũng rất là tốt. Thì đây là cái cách kiểm tra, nếu anh em thấy nó màu xanh hết như thế này là ok nha anh em. Thì thứ hai là khi cái mà để mà anh em nó mạng nó tốt hơn nữa thì anh em chuyển qua cái chỗ thiết lập mạng này. Anh em vừa mở cái chế độ wifi và chế độ 3G 4G cho mình. Đấy, bấm chế độ mở nha. Đấy, thì khi mà mở wifi và 4G nó sẽ giúp cho mạng của anh em nó đảm bảo hơn. Đấy, thì nếu như mà anh em chơi ở một cái chỗ mà wifi nó yếu á, thì lúc mà wifi nó yếu nha thì anh em nên tắt wifi và anh em chơi 3G không thôi. Cái đó là anh một trong những cái mẹo đối với những, tại vì khi mà mạng mà khi mà anh em mở wifi lên nó sẽ ưu tiên nhất là mạng wifi. Nhưng mà anh em cái mạng wifi của anh em nó yếu quá thì anh em nên tắt cái wifi đi, mà anh em chỉ cần để cho cái 4G không thôi. Còn nếu như mà wifi tốt rồi thì anh em nên để cả hai nha anh em. Thì đó là cái cách thứ nhất là anh em phải kiểm tra cái kết nối và cái tốc độ mạng của internet. Đấy, để cho mà việc Liên Quân nó chơi nó mượt mà hơn. Cái thứ hai thì về cái cài đặt là cái này nó cũng rất là quan trọng nè. Cái cài đặt này á là cái chỗ mà cái cài đặt chung anh em, cái này cũng rất quan trọng đối với những anh em mà bị cấu hình máy yếu. Ví dụ như cấu hình máy của mình nó tốt, nó mạnh thì mình để ở mức siêu cao, để ở chất lượng hình ảnh ở mức HD, chất lượng chi tiết ở mức cao. Tuy nhiên đối với những anh em nào máy yếu thì anh em phải giảm xuống. Nếu như máy cấu hình vừa phải thì anh em ở mức cao là được rồi. Ở mức cao á thì ở mức cao này á, là chế độ phân giải HD. HD là ở mức đó là 1080 nhân 1920 nha anh em. Thì cái mức đó là nhìn nó rất là mượt rồi. Chất lượng hình ảnh cũng vậy, ở mức cao là ok rồi. Chất lượng chi tiết ở mức cao thì lúc đó là ở mức cao á, là anh em đã nhìn thấy nó rất là đẹp rồi. Nếu như mà anh em máy cấu hình yếu hơn nữa thì anh em sẽ kéo về ở mức tiêu chuẩn cho mình, và cấu hình thì anh em sẽ để ở cấu hình mượt nha. Đối với anh nào anh em máy nó quá yếu, anh em để ở mức cao mà vẫn thấy giật lag, anh em kéo xuống tiếp cho mình. Thì ở đấy mức mượt nha anh em, không để ở mức trung bình và mức thấp mà anh em để ở mức mượt. Mượt thì nó sẽ phù hợp với cái máy mà anh em chơi mượt. Đấy, thì nó sẽ tự động nó chuyển đổi cho anh em ở mức độ mượt. Rồi chất lượng chi tiết á, thì anh em nếu mà anh em hạ xuống mức trung bình, anh em cảm thấy mức mượt và trung bình nó ổn thì anh em chơi. Còn thấy mà nó giật lag quá thì anh em hạ xuống tiếp là mức thấp cho mình. Mức sáng á, thì mình để đề cử thôi nha anh em. Hồi nãy thì mình kéo lên cao hết. Rồi đó là đối với những anh em nào máy quá là yếu thì anh em hãy để nhìn cho mình này, kéo xuống mức mượt này. Ở đây là có mức mượt, mức thấp và mức trung bình. Thì anh em kéo xuống mức mượt nha, đừng để ở mức thấp. Mức thấp thì sẽ nhìn cái đồ họa rất là thấp và nó khó, không có chơi nó không được đẹp lắm. Tuy nhiên thì để mức mượt thì nó sẽ phù hợp với cấu hình của máy rồi. Này, chất lượng chi tiết thì anh em có thể để trung bình đối với máy hơi trung bình, còn máy thấp thì anh em để thấp luôn nha anh em. Đấy. Rồi một số cái mẹo nhỏ nữa về cái phần điều khiển này á, thì mình cái này mình nói thêm thôi. Cái này điểm cho anh em mà vào giao chiến tốt hơn á, thì anh em để độ nhạy sai chiêu này, camera và tốc độ camera thì anh em để cao lên. Tốc độ camera này á, thì anh em có thể tùy chỉnh. Cái tốc độ camera này là dùng để check mob thôi anh em. Anh em nào quen mà check cao á, thì anh em để cao, còn anh em nào quen mà check thấp thì để thấp cũng được. Mình thì mình quen cao rồi, check cho nó nhanh. Rồi cái chế độ công chỉ định á, là anh em để an lính đại trụ cho mình. An lính đại trụ thì nó sẽ có ba cái nút, đó là an lính, đánh tướng và lính đại trụ. Nếu anh em vào trong trụ, anh em muốn đánh cái trụ thì anh em bấm vào cái trụ, nó sẽ đánh cái trụ, còn nó không có đánh tướng nha anh em.
Đấy. Anh em muốn đánh lính thì anh em sẽ bấm vào nút lính. Đấy, thì đó là cái ăn lính để trụ. Cái này là anh em phải ưu tiên cài đặt ăn lính để trụ này. Chứ nhiều anh em là cài đặt mặc định thì tự đánh á, là anh em nó có mỗi cái nút nút bấm ngày không á. Anh em vào trong trụ, anh em muốn đập cái trụ thì anh em cứ bấm vào nút này á, là nó sẽ không đập trụ mà nó là đánh người nha anh em. Đấy, thì đó anh em phải ăn lính để trụ cho mình. Rồi cái quỷ chiêu này thì không quan trọng lắm anh em. Hiển thị mục tiêu chỉ định thì anh em hãy ẩn đi nha. Ẩn mục tiêu chỉ định đi. Nhiều khi là máy anh em yếu quá mà hiện mục tiêu chỉ định nữa là nó sẽ thêm cái phần hiện hiện mục tiêu nữa, thành anh em sẽ rất là rối và rất là khó chơi. À, cái cách chọn mục tiêu thì chọn theo mặc định nha anh em. Về phương pháp lựa chọn mục tiêu á, là có 3 phương pháp này: gần nhất, máu thấp nhất và phần trăm máu thấp nhất. Thì anh em nên là để phần trăm ở máu thấp nhất cho mình nha. Máu thấp nhất là anh em sẽ luôn luôn đánh vào những cái vị tướng mà có máu thấp của tướng địch. Phương pháp tung chiêu là hỗ trợ xoay chiêu nha anh em, hỗ trợ xoay chiêu và định vị lướt ngón tay nha. Cái này rất là quan trọng nè anh em. Anh em vuốt cái lướt ngón tay hướng nào thì cái chiêu nó sẽ đi theo hướng đó, và lúc đó là anh em sẽ đánh tốt hơn. Cái cách biến nhanh trên bản đồ thì không quan trọng, ưu tiên công kích địch khi di chuyển. Anh em nên đóng đi nha. Đóng cái này á, là anh em chơi AD nó khỏi bị giật này. Anh em phải đóng lại, cái này rất là quan trọng luôn anh em. Anh em đánh AD mà anh em mở mặc định lên là anh em đánh cứ giật 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 khó chịu lắm. Anh em phải đóng, khi mà anh em đóng là anh em sẽ thấy nó khất bật lại. Cái lệnh di chuyển là anh em không đi theo, góc quay thì không đi theo luôn. Cái đồng bộ di chuyển này thì cũng không quan trọng lắm anh em. Cái này là đối với lúc biến về thôi. Mình đây là mình tác luôn, tự động từ chế độ hằng mình bật lên. Về cái thiết lập giao diện á, thì cái hiển thị vị trí shop rồi phóng to vị trí thì mình để bên phải hết nha anh em. Màu thì anh em để mặc định. Rồi những cái này thì ẩn hiện mô tả trang bị thì anh em nên bật lên. Thông số mục tiêu và khung camera anh em nên tác, rồi chuyện anh em bật. Mẹ tân thủ anh em tắt, thời gian hầu thông số thập phân thì anh em bật. Hiển thị ảnh tướng tung chiêu thì máy yếu thì anh em nên tắt đi nha, còn có mình máy mạnh thì mình điểm mạnh. Rồi xem thông tin tướng thì anh em nên tắt đi. Rồi chiến lược like và đáp lỗ trong trận, đáp lỗ trong trận này mấy cái này mình tắt hết luôn nha anh em. Cái này là máy máy anh em mà máy yếu á, thì anh em nên tắt luôn, bởi vì cái này nó không quan trọng lắm anh em, mà anh em vào anh em để là nó sẽ hiện lên lúc mà vào vô chiến là anh em lỡ chết đi là anh em nhận lỗi là thấy nó mệt mỏi rồi đó. Mình máy yếu mà còn xử lý mà cái này nữa thì nó cực kỳ mệt luôn. Đấy, nó sẽ bị giật lót ngay anh em tắt hết cho mình. Rồi đối với cái để mà mượt á, thì cái FPS này rất là quan trọng nè anh em. FPS này anh em bật lên nha. Thì FPS anh em bật lên. Anh em máy yếu nhưng mà anh em vẫn cố gắng bật lên. Cái này thì nó sẽ tạo cho anh em đó là nó ổn định cái khung hình của anh em á. Cái FPS này nó ổn định cái khung hình của anh em á, thì anh em sẽ bật lên nha anh em. Rồi những cái dưới này thì không không quan trọng lắm. Anh em nào thích highlight thì bật lên, nhưng mà mình nếu máy yếu thì nên tắt luôn anh em. Riêng cái FPS là anh em phải bật lên này. Qua cái chỗ phần thiết lập thì góc camera thì anh em sẽ để xa cho mình nha. FPS thì anh em phải kéo lên cao. Kéo lên cao thì nó sẽ tốn pin, nhưng mà anh em muốn đánh chơi game mà anh em sợ tốn pin thì anh em không nên chơi game nữa. Bởi vì chơi game mà sợ tốn pin lúc đó là anh em không kéo lên cao như thế này là cái khung hình của anh em sẽ bị giật giật giật, rưng rưng rưng, hơi bị lắc lắc lắc, rất là khó chơi. Anh em phải bật lên. Cái viền này không quan trọng thì bật cũng được không bật cũng được. Hiệu ứng về thằng không thì anh em nên tắt đây nha. Đối với những anh em máy yếu, còn máy mạnh thì anh em bật lên để nhìn thấy nó đẹp hơn. Còn anh em máy yếu thì anh em sẽ chủ yếu là quấn cho nó mượt là được rồi. Còn mấy cái đẹp đẹp thì anh em cũng không cần thiết lắm. Rồi những cái này thì cũng không quan trọng lắm anh em. Sương mù thì anh em tắt đi nha. Sương mù thì anh em nên tắt đi. Bởi vì đánh sương mù thì rất là khó nhìn, mà anh em nào nhìn không quen là rất là khó đánh. Còn tùy tùy anh em. Nếu mà anh em chơi tốt, sương mù thì anh em cứ bật lên, nhưng mà theo mình là không nên bật nha. Còn những phần này thì không quan trọng lắm. Đấy là cái cách thứ hai để cho anh em mà chơi nó không bị giật lắc. Cái thứ ba nữa mà anh em hay bị mắc phải á, là anh em phải tắt tất cả các ứng dụng. Cái cách thứ ba là anh em tắt tắt tất cả các ứng dụng khi mà chơi game. Bây giờ muốn tắt á, thì anh em phải vuốt qua. Rồi anh em thấy dấu ba chấm này không? Dấu ba gạch này anh em bấm lên. Đấy, thì lúc đó là anh em ví dụ như mình là mình đang mở TikTok này, quay phim màn hình này. Đấy, thì anh em nên tắt cái TikTok đi. Rồi anh em mở cái liên quân lên. Cái quay phim màn hình là mình phải để, bởi vì cái mình đang quay phim để mà cho anh em mình hướng dẫn anh em mà, nên là mình để lại. Còn những cái TikTok hay là Facebook hay là YouTube hay là gọi điện hay là cái những cái gì liên quan, anh em tắt hết. Chỉ để lại một cái phần mềm chơi game thôi. Đó là cái phần anh em cứ gạch vuốt qua này này, anh em thấy dấu ba chấm á, anh em bấm lên là nó sẽ hiện ra, rồi anh em vuốt tắt đi, để lại mỗi cái game không thôi. Này thì anh em lúc đó anh em sẽ không cái ROM của mình nó sẽ không xử lý nhiều tác vụ, thì lúc đó là anh em sẽ chơi nó tốt hơn. Rồi cái cách thứ tư nữa đó là khi mà anh em cập nhật phiên bản mới á, nếu mà anh em máy yếu á, thì nên anh em nên xóa cái ứng dụng cũ đi. Rồi anh em khi mà bản cập nhật nha, nhớ là khi mà bản cập nhật thì anh em nên xóa cái ứng dụng cũ đi, rồi anh em sẽ bật cái anh em sẽ tải lại cái game Liên Quân, và lúc đó là anh em tải những cái phần cần thiết về thôi, để cho máy anh em yếu yếu mà
tất nhiên máy yếu thì bộ nhớ nó sẽ thấp, mà anh em tải về nhiều quá mà thì lúc đó là nó sẽ máy nó sẽ bị đầy và nó sẽ nặng, nó chạy không nổi. Thì lúc đó là anh em sẽ gỡ cái liên quân đi và anh em tải lại cái liên quân mới về. Tại vì liên quân mà sau khi cập nhật á, là những cái phiên bản khác nó vẫn còn trong cái máy của mình mà nó không có quan trọng, nó không có liên quan gì tới game nữa mà nó vẫn còn trong đó, nên là anh em xóa đi, anh em xóa cái bản liên quân đó đi thì những cái phần đó nó sẽ bị mất đi. Rồi anh em tải bản liên quân mới về là lúc đó là nó sẽ có những cái phiên bản mới của anh em, thì lúc đó là nó sẽ không bị ảnh hưởng về cái dữ liệu, về cái bộ dung lượng. Thì lúc đó thì anh em sẽ máy nó nhẹ hơn, lúc đó máy nhẹ thì tất nhiên là nó sẽ chạy mượt hơn thôi. Thì đó là toàn bộ những cái cách mà mình chia sẻ cho anh em. Đối với những anh em nào mà máy yếu thì anh em nên chọn những cái cách như vậy, những cái bước như vậy để anh em khắc phục cái lỗi đó là giật lag khi chơi game Liên Quân. Thì mình hướng dẫn game HD Game 76 thì cũng chúc anh em là chơi game thì nó mượt mà hơn, leo rank nó nhanh hơn, mạnh hơn, leo rank tốt hơn, không có bị giật lag từ lúc đó thì ảnh hưởng đến cái trải nghiệm chơi game của anh em. Chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em chơi game vui vẻ nha. Chúc anh em và gia đình luôn mạnh khỏe. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.